Xin chào anh em đã quay trở lại kênh Nguyên Review của mình. Thì lại một video clip nữa, mình sẽ làm đánh giá sản phẩm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mà nó có tính chất rất là đặc biệt. Nếu mà theo công bố của nhà sản xuất thì đây thực sự là một con sản phẩm cực kỳ đặc biệt ở trên thị trường. Tất nhiên là mình sẽ có một chút giải thích ở sau. Và sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đó là Hand Fuko Hybrid Quark. Hybrid Quark, con sản phẩm mà bản thân mình thấy rằng là màu sắc thì đẹp, với mình là màu mình thích, thì mùi cũng ok, thơm nhẹ dịu, nhưng mà hiệu năng thì mình cam đoan với các bạn là không phải ai cũng thích. Và thậm chí có rất nhiều người chê con này một cách thậm tệ, rằng là nó chả ra gì. Thì hôm nay mình sẽ ở trên một cái quan điểm khách quan của một người làm đánh giá, mình sẽ phân tích cho các bạn vì sao con này nó ra gì và không ra gì, và tại sao mình thích nó. Thế đầu tiên chúng ta nói về cái label đi. Hand Fuko Hybrid Quark thì không có cái gì khác biệt so với những claymation của Quicksand các bạn có cả. Đây vẫn một chữ Hand Fuko, vẫn typography, thiết kế theo kiểu thiên về phông chữ chứ không phải về hình ảnh. Đây là tên hãng này, đây là ở trên này là trọng lượng này. Đấy, bên chỗ này là độ giữ nếp, chỗ này là độ bóng. Bên dưới này thì có một cái dòng như gần như tất cả sản phẩm Hand Fuko đều có, đấy là Certified Organic Extract Paraben Free. Thực ra thì cái dòng này nó với cái Việt Nam mình thì dòng này nó thừa thãi, nhưng mà với nước ngoài thì đây thực sự là một cái dòng chữ đáng tiền. Bởi vì là nói sao nhỉ, gu của Việt Nam mình thường ấy, tức là những người Việt Nam mình nói chung thì đã quen với cái nếp sống mà thủ công nông nghiệp, thì những cái sản phẩm mà tự nhiên thiên nhiên thì ra là nói thì nghe organic thì nghe nó to, thực ra là bên mình Việt Nam mình dùng organic đầy đó. Còn chứng nhận organic của châu Âu thực ra là nó lại là ở một cái tầm kiểu nói sao nhỉ, khác biệt với Việt Nam, theo cái kiểu là anh phải theo cái quy trình thì rất là sạch, anh phải dùng cái chất này chất kia rất là sạch. Nên thực ra Việt Nam mình lúc nào cũng dùng những cái chất tự nhiên hết, chứ không có một cái, gần như là không có từ trước đến giờ. Bây giờ thì mới có, nhưng mà từ trước rất là lâu rồi, thì theo lịch sử của đất nước mình thì Việt Nam mình cứ dùng cái đồ thiên nhiên. Ví dụ như là mình có thể kể đến, ví dụ như là nếu mà gội đầu thì gội đầu bằng vỏ bưởi, các vỏ kết đó. Hay là vấn đề vuốt tóc thì mãi về sau mới dùng đến Vaseline hoặc là dùng cái mỡ mủng gì đấy, chứ có hồi trước thì có bao giờ mà dùng được, động vào được những cái mà hóa chất công nghiệp đâu. Mãi đến gần đây độ khoảng cách đây khoảng chắc khoảng nửa thế kỷ mới du nhập vào Việt Nam, hoặc là nhiều hơn một chút, nhưng mà đại khái là nó cũng rất mới so với dòng lịch sử của đất nước mình, đúng không ạ? Thì đấy, nó lan man một chút về cái organic đấy, thì chốt lại là nó không quan trọng. Ở bên cạnh này các bạn thể thấy này, ở bên này còn có một dòng Make in USA nữa đó. Ở bên cạnh này một phần màu trắng tách biệt ra thì bao gồm một cái biểu tượng về hạn sử dụng 12 tháng sau lần sử dụng đầu tiên, mã vạch rồi hướng dẫn sử dụng đó. Bên này cái phần màu xanh thì sẽ bao gồm thành phần, địa chỉ công ty đó, hết đó, hết. Bên dưới thì đây, nếu không nhầm thì của mình không nhầm thì là lô sản xuất. Nắp thì sẽ vẫn dùng cái loại nắp mà kim loại của Hand Fuko, và loại nắp này rất là dễ rỉ dù các bạn bảo quản như thế nào. Đây các bạn nhìn bên trong này, bắt đầu rỉ rồi. Và đây chất xác của nó, đây là một chất sáp dạng gel mà nó tính tính thẳng thừng ra, thì đây có thể được coi là một con gel pomade. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vào thành phần này. Kính thưa bạn, kính thưa mọi người xem clip, kính thưa mọi người theo dõi kênh Nguyên Review, thì hiện tại
Tới thời điểm mình đang đọc thành phần, mình không thấy một cái phân thành phần nào là wok. Soy wok, sáp đậu nành hay là candelia wok, nên nói chung là nọ kia các thứ. Hoàn toàn đây sẽ chỉ là tinh dầu và những cái chất phụ thôi, cả nước nữa. Thì nếu mà đọc ra ấy, thì đây sẽ là một con dưỡng tóc rất là tuyệt vời. Giải thích về cái tên wok này thì thực ra thì mình nghĩ là do độ cứng của chất sáp thôi. Đấy là mình nghĩ nhé, chứ không hẳn là do cái hiểu biết chính xác. Đó, bạn nhìn thấy này, lấy sản phẩm nó rất là dễ, không cần phải gồng tay lên nữa, lấy sản phẩm rất dễ. Mình sẽ lấy một lượng để lên tóc ướt để sử dụng. Thì theo công bố nhà sản xuất thì con này có bảo vệ nhiệt nha các bạn. Đây, đây là chất sáp thôi, thì lấy ra tay này, bắt đầu xoa ha. Xoa là sẽ hơi nặng một chút, tất nhiên là nặng so với những con cream thôi, chứ không phải là nặng so với những con sáp. Những con sáp đối với mình như này thì mềm nhẹ, so với gel pomade cũng mềm và nhẹ hơn rất là nhiều. Và như bạn thấy này, xoa tay không có vấn đề gì đúng không? Thì đấy, con này nó sẽ mang đặc tính của gel pomade nhiều hơn, và mình cũng khó để mà giải thích thì tại sao con này nó lại đặt tên là wok, hybrid wok. Bởi vì các bạn cứ hình dung là bất cứ một cái dạng gel nào ấy, thì thành phần nhiều nhất và chủ yếu của nó bắt buộc phải có, cứ gọi là gel bắt buộc phải có đấy là nước. Vì chính vì thế nó có nước nên là nó mới vặt những cái chất kết dính, những cái chất mà nhũ hóa rồi dầu dưỡng nọ kia, thế nên nó mới trong suốt được như vậy. Gel càng trong suốt càng ít dưỡng. Nhắc lại các bạn nhé, bất cứ một loại gel nào càng trong suốt càng ít dưỡng.
Đây, tác phẩm hoàn thiện một nửa thì dừng đây nói tiếp vậy. Như các bạn thấy này, đây là một con sản phẩm có độ bóng khá là ok, nó không quá bóng nhẫy như đến tầm medium hâu, tầm bóng trung bình, nhưng mà với mình mà nói ha thì nó cũng không quá bóng ít, tức là nhìn tóc các bạn sẽ nhìn trông nó có rất là có sức sống. Tuy nhiên rằng mình phải nói thật với các bạn là lên đến tầm này, sản phẩm trên đầu thì chưa thấy dính lắm, chưa thấy ăn thua lắm, chắc là có lẽ chỉ để dừng ở mức medium thôi. Đó, mình sẽ lấy thêm một lượng sản phẩm nữa ra ha. Nếu mà dừng ở mức medium thì thực ra thì cũng chả có vấn đề gì, bởi vì là hãng cũng công bố là đây là sản phẩm medium mà. Nếu mà hơn thì tốt, còn nếu mà không hơn thì coi là tệ, tức là hãng nó điêu. Ok các bạn, sau khi mà vuốt lần hai lên thì cái độ bóng nó không còn vừa đủ nữa, nó đã bóng hơn mức vừa đủ một chút. Và như các bạn thấy này, như một sản phẩm pomade bình thường luôn ha. Vậy thì con này nó sẽ như thế nào nếu mà so với pomade? Xin thưa các bạn, nếu mà để con này mà là pomade ấy thì nó sẽ không tồn tại đến bây giờ, nó sẽ bị chửi cho không sót một chữ nào, bởi vì nó không đủ kết dính, đủ để làm pomade, thiếu một chút. Thì nói sao ta, với mình nhá, trước tiên là quay lại vấn đề mình nói là tại sao mọi người ghét con này, đơn giản bởi vì nó không đủ giữ nếp. Cái thứ hai, việc thì nói sao nhỉ, nặng thì anh cũng không quá nặng, mà nhẹ thì anh cũng không quá nhẹ, đó là chỗ lỡ cỡ. Và nó chỉ phù hợp với chất tóc thế nào, tóc đầu tiên là phải có form trước rồi nhá. Ngay cả mình có form các bạn nhìn trông cũng chảy, trông xấu hơn bình thường này. Tóc sợi bình thường không quá mỏng, và mật độ thì từ bình thường cho tới nhiều. Con sản phẩm này sẽ hỗ trợ cho các bạn một cái độ bóng, một cái độ dính, một cái khả năng bảo vệ nhiệt. Nói sao nhỉ, các bạn dễ dùng con này pre-styling, có thể dùng con này pre-styling. Và khi mà các bạn pre xong, các bạn dùng sản phẩm khác lên, có thể ít bóng hơn hay nhiều bóng hơn, rồi sau đấy các bạn lại dùng một lượt nữa sản phẩm này lên thì nó mới hoàn hảo mái tóc của các bạn được. Tức là nó sẽ khiến các bạn nó khá là lằng nhằng với việc là các bạn mua này về dùng ấy.
về cơ bản là tệ. Còn đối với mình, tại sao mình lại thích nó? Đầu tiên, cái kiểu tóc mình theo đuổi là size square, đôi khi sẽ là pomodoro. Như các bạn thấy là ngày này mình vừa vuốt lên mà gần như là cũng không thể phồng được cho lắm. Thì việc là mình vuốt size square thì nó không yêu cầu độ giữ nếp, nó chỉ cần một chút độ dính thôi. Và con này nó có bảo vệ nhiệt, thì mình dùng nó một lần khi restyling xong cũng khá là ok. Nó sẽ cho mình cái độ bóng vừa phải như mình nói lúc trước ở trên tóc. Và thêm nữa mùi hương này cũng rất là dễ chịu, rất là dễ chịu, mùi hướng ngọt, không hẳn là da bạc hà như là những con Spongebob hoặc là những con Gravity Paste của Hennes Fuko, nhưng mà nó là một mùi hướng ngọt mát dễ chịu. Và với cái mức tiền khoảng 450 550 thì Hybrid Work sẽ dành cho những người gì? Những anh chàng hoặc cô nàng có một mái tóc ở cái độ dài đủ để vuốt size square, hoặc là những kiểu tóc kiểu bổ luống á, kiểu đan trường ấy, middle part khá là hợp lý, và muốn một cái cảm giác tự nhiên ở trên mái tóc, nhìn trông nó tóc nó khỏe, không hẳn là tự nhiên nhưng mà nhìn cái mái tóc trông khỏe khoắn có sức sống đó, thì sẽ mua cái sản phẩm này. Mùi không quá tỏa cũng rất là bám, thế nên là cảm giác với mình rất là lịch sự, rất là trẻ trung. So với một con sản phẩm như hôm qua mình review, mình còn làm đánh giá để con Kevin Murphy AZ Rider, thì thú thật với các bạn là AZ Rider mặc dù cho cảm giác trên tóc nặng hơn nhưng mà lại phồng hơn con này. Đấy, điều đó chứng tỏ rằng là có đôi khi lý thuyết của mình nói với các bạn là bị sai. Tại sao lại phồng hơn nhỉ? Theo mình trải nghiệm thì con này ít dính hơn AZ Rider, tức là một cái độ dính nó phải ở mức nhất định thì các sợi tóc mà mới dính vào được với nhau, và lúc đấy các bạn trải phồng, hút phồng nó lên thì nó đẹp hơn, nó thoải mái hơn, nó ok hơn. Như thế này có ít kết dính khiến các sợi tóc không có đủ liên kết với nhau, và cảm giác bôi một cái gì đấy nó không dính lên tóc rồi thì nó có một cái độ nặng nhất định, không quá nhẹ như quicksand nó sẽ bị bẹp như các bạn thấy này. Đó. Vậy chốt lại là gì? Không nên dùng con này cho những kiểu yêu cầu độ phồng. Hãy dùng nó như một cái sản phẩm linh hoạt ở nằm ở giữa ranh giới góc và pomade, thì nó sẽ phù hợp hơn với các bạn. Nó đáp ứng cái nhu cầu cho những ai đi vào cửa hàng pomade mà hỏi con pomade này có cao tay được không. Nó giúp các bạn là nhận thêm sát thương từ chủ cửa hàng bán pomade, cũng giúp cho chủ cửa hàng bán pomade không bị tự ái khi mà dằn lòng là khách nào cũng là khách mà bây giờ phải bán cho bạn thôi, bởi vì là đồng tiền và miếng ăn miếng nhục của các bạn đó. Thì đây là sản phẩm mà nằm giữa ranh giới đấy. Bạn có thể như vậy, các bạn thấy này, mình vừa cào tay đúng không, các bạn có thấy biết không, các bạn có muốn cái mái tóc của bạn như thế này không? Thì mình xin thưa rằng là ra ấy, những cái sản phẩm có độ bóng ấy thì thường người ta không dùng để cào tay, và thậm chí là những người ở trên tóc khô cũng không hẳn người ta sẽ dùng cào tay đâu. Nhưng mà nói thật là mỗi sản phẩm sinh ra và nó tồn tại bây giờ nó đều có một cái vị trí nhất định, một cái khả năng nhất định. Đấy là lý do vì sao mình cố gắng mình nói giống như kiểu là mình bao biện cho cái sản phẩm này vậy, nhưng mà thực sự mà nó cũng phải tìm một cái vị trí phù hợp thì mình đánh giá được nó là nó tốt ở vị trí này và nó tệ ở vị trí kia, chứ không phải là mình đánh giá chung ở trên một cái vị trí rồi mình bảo con này tệ lắm các bạn đừng có mua. Nó sẽ tốt cho một số trường hợp đó. Vậy chốt lại là gì? Chốt lại theo các bạn, nếu các bạn có 550.000 ở mức tối đa nhé, các bạn có mua cái sản phẩm này không? Để lại bình luận bên dưới clip này cho mình. Và nếu có yêu cầu gì về việc review sản phẩm thì mình sẽ lắng nghe
Nếu có sản phẩm nào mà ở nhà thừa không muốn dùng nữa thì các bạn có thể gửi tặng mình cũng được. Mình thì gì cũng nhận hết á, miễn là mình chưa có. Nhưng mình chưa có thì mình sẽ lấy về rồi cố gắng viết review sớm các bạn. Cuối clip rồi. Xin chào. Như mọi hôm, chúc bạn nhiều sức khỏe và luôn đẹp trai.